Với chủ đề Sách kết nối tri thức, kiến tạo tương lai, Thái Nguyên đã khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024. Tại ngày hội, nhiều hoạt động đã được tổ chức như thi giới thiệu cuốn sách tôi yêu, thi không gian trưng bày sách và xếp sách nghệ thuật, phục vụ bạn đọc bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện. Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc bồi đắp kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.